Trong những ngày cuối của dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tình hình giao thông có những diễn biến phức tạp khi số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến. Đáng chú ý, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong. Sáng nay mùng 3 tháng 5, xe khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1A hướng từ Đà Nẵng vào Bình Định khi qua xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xe bất ngờ va chạm với hai ô tô tải chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến ô tô khách bị kẹt giữa hai xe tải biến dạng. Người dân địa phương phải dùng xe ben, búa phá cửa giải cứu những người mắc kẹt trong ô tô. Tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 6 người bị thương được chuyển đi cấp cứu, nhưng sau đó một người đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 1A gặp nhiều khó khăn. Trước đó vào chiều ngày 2 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khác cũng đã xảy ra tại địa bàn xã Đắc Cằn, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông. Xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 53S8992 do tài xế Nguyễn Văn Dũng điều khiển theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột đã va chạm với một xe tải chạy ngược chiều. Theo một nhân chứng trên xe khách, thời điểm đó ô tô khách cố vượt qua một xe tải cùng chiều nhưng vừa lách qua trái thì đâm vào xe tải. Hậu quả làm 3 người chết, 18 người bị thương, hiện có 5 người bị thương nặng, 3 người bị thương nhẹ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Cục đăng kiểm cho biết cả hai xe trên đều còn hạn đăng kiểm. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.